Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là 19 tháng 2 năm 2017. Hôm thứ Sáu chúng ta đã học một đoạn tuệ ngữ của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Đó là đoạn thứ 10, hôm nay chúng ta học đến đoạn thứ 11. Tập khắc phục tâm thức là cách giúp mình sống hài hòa với chính mình và với người khác. Dù là mình đang phải đối phó với bất cứ một cảnh huống nào, không có một điều gì hay bất cứ ai có thể làm cho người khác cảm thấy bất hạnh nếu người này có một tâm thức minh mẫn đã loại bỏ được những xúc cảm đối nghịch. Cái điều nổi bật trong cái câu nói này đó là không có một điều gì, không có một ai có thể làm cho ta bất hạnh trừ những cái cảm nghiệm của chúng ta, cảm xúc của chúng ta. Những cái cảm xúc của chúng ta, hay nói cách khác là những suy nghĩ của chúng ta, nó làm cho ta bất hạnh. Chứ còn kỳ thực rằng là hoàn cảnh bên ngoài hay là tất cả những sự cố nó xảy ra, nó có thể làm đau các vị, có thể làm hình hài các vị bị tật bệnh, nhưng mà những điều đó nó không phải là cái nguyên cớ làm nên sự bất hạnh. Bất hạnh hay không bất hạnh, nó còn xảy ra nơi tâm thức của các vị nhìn về vấn đề nghe. Các vị có nhớ chuyện của anh chàng đời sống anh luôn lạc quan đó, nghĩa là lúc nào anh cũng tìm được cái sắc thái rất là lạc quan để sống vô cuộc đời. Thế rồi có một hôm rủi ro làm sao là ra đường bị tai nạn xe cộ, và người ta không cứu vãn được cái chân, họ đành cưa mất cái chân. Thế rồi anh nằm trong bệnh viện, bạn tới thăm đó. Tôi nghĩ rằng hôm nay anh sẽ không còn cái lý do gì để lạc quan. Anh nói không, anh làm rồi. Thay vì hai chân thì mình mua một đôi giày, bây giờ mua một chiếc thôi. Thì các vị thấy là khi con người thực sự họ lạc quan thì họ dễ có cái nhìn mang đến niềm vui cho chính họ. Thưa các vị, bản chất của những loại niềm vui nó có khả năng là nó tưới ngược lại đời sống các vị nghe. Giống như là mưa rào lại đời sống ta vậy. Cái từ bây giờ người ta hay dùng đó là hãy mưa rào niềm vui hạnh phúc lên đời sống của chính anh. Điều này nó rất đúng nghe. Ví dụ như các vị thương yêu một người nào như con của ta đi, thì ta có cảm nhận như là cái năng lượng yêu thương của ta nó đang mưa rào trên đời sống của con ta, phủ trùm đời sống con ta, thấm vào đời sống con ta. Và cái nguyên tắc là khi các vị làm được điều này với người khác thì cũng hàm nghĩa rằng là các vị có thể làm được điều này cho chính mình chứ. Từ cái điều này chúng ta có cái nhìn về câu nói tràn đầy trí tuệ của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, đó là khắc phục tâm thức là cách giúp cho mình sống hài hòa được với người. Và điều này nó rất là dễ hiểu. Thông thường đời sống ta, ta cứ phiền muộn, cứ bất an, cứ căm giận hay là cứ xung đột, ta nghĩ rằng người kia họ gây bao nhiêu xung đột với chính ta. Nhưng mà cái gốc của vấn đề không phải người kia nghe. Gốc của vấn đề là các vị có sống được hài hòa với người hay không mà thôi. Rồi chúng ta thử đi vô chia sẻ đôi điều về vấn đề này. Chủ đề chúng ta học hôm nay mình nghĩ nên đặt cho nó một cái tên, đó là anh thực sự không bất hạnh nhé. Anh thực sự không bất hạnh. Sở dĩ mình nêu cái chủ đề này để cho nó có cái ấn tượng cho các vị nhớ là khi các vị có khổ đau, có buồn tuổi đó, các vị nên nhớ rằng là ta thực sự không phải như vậy. Ta có khả năng làm hay hơn, có khả năng làm mưa rào hạnh phúc trên đời sống của chúng ta. Là tại mình không muốn làm. Cái từ ở nhân gian mà thỉnh thoảng chúng ta nghe người ta than thở là tôi bất hạnh quá, phải không? Sao mà tôi khổ thế này? Người ta hay kêu trời đó. Trời ơi là trời cho tôi khổ thế này. Cái chuyện kỳ lạ thì các vị là trong quá khứ á, mình còn ở trên cái quê hương đói nghèo của mình và ngàn vạn nỗi bất trắc, thì mình nói câu nói này còn chấp nhận được, phải không? Hoàn cảnh xã hội nè, sự khó nghèo nè, cơ chế chính trị nè, nhất là những ngày tháng sau 75 đó, 75 cho tới 80 mấy đó,
Thì các vị là đúng là ăn bo bo, phải không? Đúng là mỗi tối mà không đi học là không được. Dù anh học tới cái cấp độ nào tôi không biết, nhưng mà anh không đi học là coi chừng anh có tội. Cho nên phải học. Dù cái người đứng lớp dạy mình đó, cái trình độ mới đọc AB thôi, nhưng mà phải đi học. Và thưa các vị là phải gật đầu hết, nói trận nó trúng gì cũng phải nghe lời nghe. Đúng lúc đó là mình kêu trời, đúng đó, tôi bất hạnh như thế này, đúng. Thế nhưng mà rồi mình bỏ quê hương rất ư là khốn khổ, mình liều chết liều sống, văng ngang qua biển mà đâu phải chuyện đùa. Rồi mình có mặt ở đây 20 năm, mình hy vọng rằng là bỏ hết công sức của mình đầu tư trong 20 năm thì nó ổn định cơ ngơi sự nghiệp. Và nhất định rằng là phải có một giây phút của tuổi già để có được an lạc, có niềm vui chứ. Thế rồi tới cái tuổi này qua ít nhất là 20 năm, nhiều nhất là 40 ngoài năm, 75 tới năm nay là 42 năm rồi. Thế nhưng mà mình vẫn còn nói câu là sao tôi bất hạnh, thế thì sai nha, không được phép. Từ ví dụ đó trở lại, thưa các vị là thực sự ta không bất hạnh, thực sự ta không bất hạnh. Bất hạnh hay không bất hạnh, khổ đau hay không khổ đau, có khi nó không phải do hoàn cảnh, không phải do những cái điều xung đột ghé vào đời sống các vị, mà do chính cái nhìn của ta, cái quan niệm về đời sống của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta, nó tạo thành cái đó bất hạnh tới 99%. Chỉ có 1% xảy ra là thực sự là bất hạnh thôi. Thế nào là 1%? Dấp cái rễ cây chân đau quá, đúng là đau đó. Nhưng mà người ta chửi mình một câu thì thưa các vị, nó không phải là chuyện gây đau đâu. Tại vì chuyện gió thoảng qua tai thôi. Chỉ có điều cái nhìn của các vị, quan niệm đời sống của các vị, nghĩ suy của các vị, nó không những là nó tạo cơn đau, gọi là cơn đau giả vờ, mà nó còn tạo thêm là cái chi nữa, cái nỗi chồng chất lên trên cơn đau nữa. Cho nên cái ý đầu tiên xin thưa các vị hãy lưu ý rằng là nếu có bất hạnh nào xảy ra trong ta, mà ta nguyền rủa cuộc đời, nguyền rủa con người, thì hãy coi chừng nhận diện lại, coi nó có phải thực sự như vậy không. Nếu kẻ kia gây khổ cho ta, cứ nhắm nhẵn theo bên tai ta hắn nói hoài thì đúng là cũng khó chịu đó, nhưng mà hắn chỉ nói một câu hắn đi mất thì không phải. Hắn chỉ gọi điện thoại, hắn chửi một tràng hắn đi mất thì cũng không phải. Và các vị có gặp cái trường hợp mà người ta gọi điện thoại để xúc phạm các vị chưa? Chưa. Tôi bày cho mỗi cái cách tuyệt vời là người ta có xúc phạm ta 100 lần cũng không có hề đụng chạm đời sống ta được. Mình nghe cái lời xúc phạm cảm thấy làm cho mình chóng váng, bất an, mình ít cái điện thoại qua bên đi. Không nghe nữa thì mắc gì đâu. Hãy tập một cái nhìn là mọi pháp giữa trần đời này nó vận hành theo cái tính cách của nó, không có thể đổi thay dễ được đâu nghe. Cái pháp này là pháp ác của những con người họ được nuôi trong cái môi trường thiếu giáo dục, được nuôi trong cái môi trường cực kỳ ác. Các vị đâu thể đổi thay được, họ phải tự đổi thay, bằng không thì cái quả ác nó nhận chìm họ. Điều thứ hai, nếu thực sự họ muốn đổi thay thì họ phải đổi thay rất chậm, rất chậm. Điều thứ ba là ta muốn đổi thay người kia cũng đòi hỏi cái chi, sự kiên nhẫn vô cùng ạ. Tại vì ta phải đợi chờ, ta phải rất bền bỉ. Một người mẹ mà muốn con mình nó lớn thì làm sao? Làm sao? Đâu có cách chi làm khác hơn vô lý thọc ông thu đủ vô miệng nó thôi. Chứ nó mà lớn được đâu. Nó phải lớn từng ngày, thưa các vị. Cơ thể vật lý, rồi đời sống tâm thức, rồi đời sống tình cảm, đời sống trí tuệ, nó đều tuân theo quy luật như vậy, không khác được. Đó là cái chủ đề của một cái đoạn tuệ ngữ hôm nay, mà vấn đề thứ nhất mình đi vô mình muốn chia sẻ với các vị, đó là tập khắc phục tâm thức của chính ta. Cái bệnh rất ư là phổ thông chúng ta là ta không chịu khắc phục mình nha, mà ta muốn khắc phục ai. Dường như cái điều này ai cũng hiểu cả, ai cũng lâm vô tình trạng này, tức là ai cũng phạm phải sai lầm này. Đây là một loại nguyên tắc nghìn đời, thưa các vị, muốn người ta dễ thương với mình thì đầu tiên mình phải làm cho được là mình phải dễ thương với người ta. Muốn người ta rộng lượng với mình thì mình phải rộng lượng với người ta, muốn người ta lễ độ với mình phải lễ độ với người ta nha. Chưa hề có một con người nào mà cư xử một cách trịch thượng,
khó ưa và thiếu văn hóa mà có thể mời gọi được sự kính trọng của người khác nghe, mời gọi được sự thương yêu của người khác. Chưa hề có chuyện đó, trừ những vị Bồ Tát có mặt thì quả mai cũng làm được điều này. Chứ còn phàm nhân như chúng ta thì thưa các vị đều có sự trao đổi nhất định này, đều sống theo quy luật nhân quả nhất định. Trao đổi đó là một luật nhân quả, không có chi có hiệu cả. Anh hãy thương người đi, anh hãy đầu tư năng lượng thương yêu của anh đi, rồi anh sẽ thấy rằng người ta thương anh. Anh không cần mời gọi, không cần năn nỉ người ta. Anh hãy độ lượng, anh hãy bao dung, anh hãy sống thế nào, nhân cách anh tỏa sáng thì mời gọi được sự chú ý, được sự kính trọng, được sự nể vì, được sự ngưỡng mộ của người. Thế nhưng mà cái bệnh chúng ta là ta không muốn làm điều này cho chính mình, ta muốn người kia làm, muốn người kia dễ thương, mà trong khi ta thì không dễ thương. Muốn người kia nói năng cho nó đàng hoàng, nhã nhặn, mà ta thì ta cứ nói giống như là nước mắm đổ vào luôn cái sổn vậy đó. Chịu không chịu thôi. Nói từng câu như là búa bổ vào đầu người đó. Và đòi hỏi người ta nói những lời dịu dàng, êm ái. Thì các vị, chuyện này không xảy ra được. Cho nên điều đầu tiên là khắc phục tâm thức chính ta trước nha. Nó hàm nghĩa rằng là khắc phục những thói hư tật xấu của ta, tập khí của ta, cách cư xử của ta, sự suy nghĩ của ta. Đôi khi người ta không có suy nghĩ phê phán mình chi cả, nhưng mà cái đầu mình nó có quen cái lối là cứ nhìn thấy người ta là nghĩ người ta đang phê bình mình, phán xét mình, nghĩ xấu về mình. Mình cứ quy tội cho người ta, trong khi chưa chắc, chưa chắc. Do vậy cho nên xin nhớ, cái câu này nó hàm ý là mời gọi các vị luôn quay về nơi tự thân các vị. Mà quay về nơi tự thân ra rồi thì những xung đột nó liền rớt. Ta sẽ không thấy ai là kẻ thù, ta sẽ không thấy ai là người đáng ghét, ta không thấy ai là người cần ta phải chỉnh lý, phải sửa sai, phải đổi thay, phải giáo dục cả. Mà cái con người cần phải sửa sai, cần phải giáo dục, cần phải hoàn thiện, cần phải củng cố từng ngày để cho cái phẩm tính lành thiện nó dâng cao là chính ta chứ không phải người khác. Thế thì các vị sẽ lấy tất cả những cái xung đột giữa mình với người ra khỏi tâm thức các vị. Các vị cũng lấy luôn những điều là chê phiền, chấp trước, quán ghét hay là phê bình, phán xét về người. Tức là ta sẽ có một cái nhìn độ lượng, bao dung, hòa ái, thương yêu với tất cả mọi người đó. Điều này nó là một nguyên tắc. Nguyên tắc. Thế là điều thứ nhất. Xin thưa với nhau, căn bản là xung đột. Không biết điều này mình đã thưa với các vị chưa? Xung đột là nguyên tắc. Cái điều này, thưa các vị, nó rất là chuẩn mực nghe. Các vị hình dung rằng là ngay nơi hình hài vật lý của các vị là hình hài tứ đại này, nó đã có sẵn một cái mầm luôn xung đột, luôn xung đột, luôn tranh đoạt, bất tương nhượng à, bất tương nhượng à. Tại vì nhiệt độ của các vị thì nó muốn duy trì ở cái độ 37 độ C, phải không? Thế rồi cái lượng nước trong người các vị thì nó cũng muốn duy trì cái mức độ nước như vậy. Và đời sống nó chẳng qua là cái chuyện khéo điều phục để cho cái lượng xung đột nó không có quá tải, nó thẳng dư ở một phía nào cả. Này đất, này nước, này lửa, này gió, nó có sự cân bằng nhất định để các vị sống còn. Đó là mình nói xung đột ngay từ thần. Thế rồi gia đình, thưa các vị, là một sự xung đột trường kỳ chứ không có phải là không xung đột nghe. Không có cặp vợ chồng nào hạnh phúc mà không là sự xung đột trường kỳ cả. Nói điều này gì như các vị không tin ha. Nhưng mà nguyên tắc là phải nghe. Nếu hoàn toàn không có sự xung đột thì gia đình nó bất hạnh đó. À, ông biểu ngồi thì ngồi, ông biểu đứng thì đứng, ông biểu đi thì đi, thì chắc chắn là hai hôm không có vợ bé. Tôi không biết tôi nói có đúng hay không, nhưng mà chừng như nó là như vậy nha. Chừng như nó là như vậy. Các vị hãy hình dung rằng là trong bất cứ cặp vợ chồng này, giữa trần thế, ông chồng mà nói nhiều thì bà vợ, thưa các vị, hiền queo, không buồn nói. Còn bà vợ mà nói tối ngày không ngừng thì ông chồng luôn là im lặng nhiều hơn nói nghe. Dường như là nguyên tắc như vậy cho nên người ta mới sống với nhau được. Bà vợ thì
tràn đầy cái sự phấn đấu, cái chi cũng phải làm cho ra lẽ, cái gì cũng phải hơn thua đủ với thiên hạ. Thì ông chồng rất ư là hiền và vô cùng là nhẫn nhịn á. Như vậy không phải sống thôi. Thế thì thưa đại chúng, từ cái xung đột trong tự thân nó đưa đến cái xung đột trong đời sống gia đình, cho nên đời sống gia đình là một sự điều tiết để cho con thuyền nó đừng chồng chành, nó úp thôi chứ không có chi lạ cả. Hạnh phúc chẳng qua đó là cái sự chồng chành nhất định mà nó đừng lật thuyền, gọi là hạnh phúc. Tại vì nếu không có sự chồng chành thì không phải là con thuyền đi trên sông nghe, mà nó là con thuyền đang đặt ở trên bờ không hề có nước phía dưới, có hàm nghĩa là không có sự sống. Sự sống nó là như vậy đó. Đây là cái điều mời gọi các vị quán chiếu để các vị thấy rằng đời sống này nó có sự xung đột, đó là chuyện tất nhiên nha. Không có một đứa con nào khi nó đi vào tuổi trưởng thành nó không cảm thấy rất ư là bực bội với đời sống gia đình, bố mẹ nó tạo ra cái điều kiện để nó sống ở đó. Rồi ngay cái tình cảm bên trong các vị cũng vậy nha. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, nó luôn tìm mọi cách nó hiện khởi. Và nếu có một phút giây nào mà nó không chịu có mặt bên trong tâm thức các vị thì các vị cũng cảm thấy rất là trống vắng, rất là cô đơn, cho nên các vị cũng mời gọi nó lên trên biển tâm thức có mặt để các vị có việc để làm nhé. Tức là cái năng lượng bên trong của các vị, cái năng lượng tâm thức sinh diệt đó, nó luôn tìm mọi cách để nó tồn tại. Và nếu nó tồn tại và nó phá bỉnh các vị rất là nặng nề thì nó lâm vô cái tình trạng, điều thứ nhất là ta có thể bị tật bệnh về hệ thần kinh. Nếu tình trạng nó không sinh khởi thì ta lâm vô cái tình trạng lừ đừ và cái tình trạng của một con người dường như là mất hết năng lượng của đời sống. Thế thì để có được đời sống tình cảm bên trong cân bằng thì cái mức độ sinh diệt của tâm thức các vị, của buồn vui các vị nó có mặt vừa phải thì gọi là hạnh phúc đó. Nó có mặt chừng 30% cái cơn buồn, 70% của niềm vui, của phúc lạc thì ta gọi đây là đời sống hạnh phúc nhé. Cho nên ở mức độ bình thường đời sống thì thưa các vị, đây là một loại nguyên tắc tạo thành đời sống thân các vị, tình cảm các vị, tâm thức các vị. Rồi các vị hình dung, nâng cái điều này lên đến một cái tầm nhìn khác, đó là tình cảm và lý trí của các vị nó cũng luôn xung đột nhé. Con tim các vị nó đi một đằng và lý trí các vị nó mách một nẻo và nó chưa hề anh chàng này chịu thua anh nào cả, phải không? Vào cái tuổi 20 cho tới 30 thưa các vị, trái tim nó mạnh hơn cái đầu. Thế rồi tới cái tuổi 50 tới 70 thì cái đầu nó đè bẹp trái tim nha. Đó là cái sự tính toán tràn đầy. Trái tim nó biểu thương đi, cái đầu nó khóc, nghèo quá làm sao ta thương. Còn lúc 20 tuổi thì cứ thương thôi, không cần nghèo với giàu. Và môn đăng hộ đối chi nó dẹp ngang hết. Thưa các vị, nó vượt ngang qua biên giới của giàu, của nghèo, vượt ngang qua biên giới của màu da, của sắc tộc nghe. Vượt ngang qua biên giới của chi nữa, của tôn giáo. Thế rồi càng lớn tuổi các vị hình dung rằng là chừng 40 tuổi đổ lên thì thưa các vị là có gia đình là một sự tính toán à. Tính toán vô cùng chứ không đơn giản. Là anh chàng đó có nghề ngỗng gì, có nhà cửa chưa, còn đang ở đợ mà làm chi, có cái chuyện mà ta bằng lòng để anh cưới về. Thưa các vị, thế thì cái điều hẳn nhiên rằng là cái sự xung đột đó, điều thứ nhất là nó luôn có mặt nơi tâm thức. Điều thứ hai là tùy vào cái trình độ tâm thức của các vị nó vươn đến một cái chừng mực nào đó mà cái sức xung đột của nó có thể nghiêng bên này hay nghiêng bên này nghe. Đây là một nguyên tắc tự nhiên của đời sống thôi. Rồi trên nguyên tắc này, vươn lên trên được điều này nghĩa là chi? Thưa các vị, đi vào con đường tu tập, đi vào con đường tâm linh, hiểu được nguyên lý này rồi thì điều thứ nhất các vị điều phục nó để cho nó có được sự cân bằng. Nhưng mà chẳng qua chỉ là điều phục để sống tạm bợ giữa trần gian cho có chút hạnh phúc mong manh thôi. Đạt đến cái chiều cao đó là các vị vượt lên trên những cái xung đột, vượt lên trên của đi đông và đi tây. Các vị đi thẳng lên con đường thành tựu thánh quả chứng nghiệm niết bàn thì mới vượt khỏi được cái sự xung đột của một đời sống. Nó có hai trường hợp vượt lên khỏi sự xung đột.
Vượt thứ nhất là vượt theo nguyên tắc của chi? Của tử và sinh, của chu kỳ vận hành tất định, là rời đời sống thì anh đi vào cái chết, thì anh vượt ngoài sự xung đột. Đây là cái chết của hình thể vật lý. Thế rồi có một cái chết thứ hai, cũng là chết nữa. Đó là ngay trong hiện thời, thấu đạt được đạo, đi vô pháp hành trì, chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được an lạc, hiện tiền. Thì anh chạm tay vào cái chết là cái chết của tịch diệt niết bàn, cũng là một cái chết. Nhưng một cái chết đó thì trôi theo dòng tử sinh, biến mất trong cõi vô thường. Một cái chết đó thì đoạn đức tử sinh ngay một đời này, vượt lên trên những cái tầng xung đột của tâm thức. Đó là điều thứ nhất mình giải thích về cái nguyên tắc đời sống luôn có sự xung đột. Anh còn ở trong đời sống thì anh phải chấp nhận điều này. Anh còn mang hình hài tứ đại thì anh phải chấp nhận điều này. Anh còn ở trong ngũ uẩn, anh thấy ngũ uẩn là anh, thì anh phải chấp nhận điều này. Chừng nào anh đi vô pháp thực tập thực sự, anh không còn là ngũ uẩn nữa, anh là năng lực trí tuệ chiếu sáng năm uẩn, thì anh vượt được những cái xung đột của thân tâm. Anh đang mấp mé vào con đường niết bàn, gọi là chứng được tịch diệt ngay hiện tiền của hình hài còn đang sinh diệt. Hay nói cách khác là chứng được trạng thái niết bàn. Nhưng mà niết bàn chi? Niết bàn hữu dư là như vậy. Còn lại cái hình hài này có mặt giữa trần đời, nhưng mà tâm đang an trú trong niết bàn. Khác nhau ở chỗ như vậy mà thôi. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình khai thác từ nội dung của cái lời Ngài Đăng Lai Đăng Ma dạy. Một, trái tim xung động. Thưa các vị, là một cái nội tâm mà tràn đầy sự xung động. Thế thì các vị làm cho mọi hoàn cảnh các vị tiếp xúc đều xung động hết. Mọi tình huống xảy ra của trần thế này các vị chạm tới đều trở thành xung động, đều trở thành bất an. Và xung động đó là chi? Là đầu mối của bất an, của giận dữ, của căm thù, của oán ghét, của bất hạnh nhé. Chuyện này rất dễ hiểu. Các vị mà xung đột gần nhất và dễ hiểu nhất là các vị xung đột với người thân của các vị, như chồng các vị, vợ các vị, con các vị. Thì cái chuyện nó xảy ra đó là chi? Đó là gia đình như địa ngục. Đó là cái sự thảm sầu của người thân ta. Đó là cái sự chán ghét. Và đó là mình tự nhiên mình tạo thành cái địa ngục trong đời sống hiện tiền. Và mình tạo thành địa ngục để mình sống trong đó, mình hít thở không khí như vậy, rồi mình bị nhận chìm, mình bị dìm chết trong cái điều kiện do chính tâm thức mình tạo ra. Cho nên thưa các vị, ý thứ nhất là sự xung đột nơi trái tim của các vị, nó là đầu nguồn của mọi bất hạnh trong đời sống. Khi nào ta lấy được sự xung đột trong trái tim ta bỏ xuống, thì thưa các vị, dù cho hoàn cảnh gia đình ta vẫn như vậy, không đổi thay chi, nhưng mà tất cả những cái bất hạnh của đời sống tự nhiên nó lắng dịu. Mình lấy được sự xung đột của tâm thức mình bỏ xuống, thì trong đời sống này mình đi bất cứ nơi đâu, mình đều thấy nơi đó rất là an ổn, rất dễ thương. Thấy con người nào mình tiếp xúc cũng tràn đầy phúc lạc cả. Và cái điều này đó là một loại thước đo của đời sống tu tập của chúng ta nghe. Chúng ta tu tập mà chúng ta thấy sao người này khó ưa, người này khó chịu, người kia không thể chấp nhận được, rồi thế thì biết rằng mình tu còn vụng lắm. Mình không có thể sống hài hòa, không có thể chấp nhận được người, không có thể mang an lạc đến cho đời sống mình, thì đừng hòng mang an lạc đến cho bất cứ đời sống ai. Dù con mình hay chồng mình có thương họ, nhưng mà thưa các vị, mình vẫn mang đến sự bất hạnh cho chính họ thôi. Đây là trường hợp thứ nhất, mình nói về đời sống nhân gian không biết tu. Thế rồi đời sống tu chúng ta, mà nếu ta đi vào sự thực tập mà nó tràn đầy cái sự nghiệt ngã, phấn đấu, xung đột bên trong á, tức là có những pháp tu thưa các vị, nó rất là căng thẳng, nó rất là bạo động á. Cái sự căng thẳng bạo động nơi pháp tu của các vị, nó tạo thành cái sự căng thẳng bạo động và xung đột nơi nội tâm các vị, và tạo thành sự xung đột trong đời sống của các vị khi các vị tiếp xúc với tất cả những người các vị gặp trên cuộc đời. Điều này nó là lẽ tự nhiên thôi.
Tại vì khi mình tu mà mình dồn nén tâm thức, mình rất là phẫn nộ với cái công phu tu tập, hoặc mình rất giận dữ khi thấy tâm thức mình nó chưa an bình, thì chắc chắn một điều rằng cái điều này nó là một loại trái bom nổ chậm đó. Nó sẽ nổ khi nó gặp bất cứ ai, không cần người ta bấm nút đâu, cứ gặp mặt là gây sự được rồi. Một tâm hồn mà có được sự tu tập hài hòa, hòa điệu rồi thì thưa các vị, họ rất dễ chịu. Thấy dường như họ rất là ba phải, rất là ba phải. Họ mỉm cười với chuyện thành chuyện bại. Họ an lạc với cái chuyện là người ta mang hạnh phúc cho họ, hoặc mang nỗi khổ tưới vào đời sống họ. Họ cũng cảm thấy dường như là không có gì dính với họ cả. Và ai nói chi dường như họ cũng gật đầu được, tưởng chừng như con người này là cái dân ba phải. Nhưng mà kỳ thực là nếu không có một tâm hồn tràn đầy sự hài hòa bên trong thì đố mà làm được điều này. Tuy nhiên phân hai loại, phân hai loại. Một loại người đó là họ không biết phải quấy là chi, cho nên ai nói chi cũng cười, cũng chấp nhận. Do gì? Họ chưa phát triển được cái năng lực trí tuệ họ đến cái tầm cao để có thể nhận định phán xét được mọi thứ dở hay thành bại. Nghe ai nói cũng thấy phải, thì trường hợp này là trường hợp thấp nhất ở cái tầng thấp của người chưa đạt đến năng lực trí tuệ. Thế nhưng mà đạt đến cái tầng cao vời, cộng với đời sống hài hòa, có năng lực yêu thương trộn trong cái phẩm chất từ bi thì nó khác. Nó sẽ trở thành một người, một bậc hiền nhân giữa cuộc đời, hiền minh giữa trần thế. Cho nên họ có thể chấp nhận tất cả những cái vụng về sai phạm, thất thố của mọi người. Bản thân họ thì rất hoàn thiện nghe. Bản thân họ thì đầy trí tuệ, đầy yêu thương, và cư xử với đời đầy năng lực trí tuệ. Nhưng mà thưa các vị, họ vô cùng là sáng suốt khi nhận diện về cái dở, cái hay, cái phải, cái quấy của người. Hay nói cách khác là họ có hai cách sống. Cách sống thứ nhất đó là họ là người vô cùng nghiêm túc với chính bản thân họ. Thế nhưng mà họ vô cùng độ lượng với những người tiếp xúc trên cuộc đời. Họ luôn có cái nhìn nội quán về chính bản thân họ. Họ luôn nhận diện về cái sự vụng về, thiếu sót, cần phải hoàn thiện nơi chính họ. Nhưng mà với người, thưa các vị, họ có thể chấp nhận được cái sự chậm tiến trên con đường tâm linh của người khác. Họ chấp nhận cái vụng về trong cái cách cư xử mọi người đối với họ, không chấp trách chi cả. Họ chỉ rất là cẩn trọng đối với chính họ, mà đối với người họ vô cùng là bao dung, vô cùng là dễ chịu. Đây là lối sống của những con người hiền minh, tu tập đúng với pháp. Rồi nếu mình tu tập sai pháp, tức là mình nghiêm khắc phán xét, nhưng mà với mình thì thưa các vị, mình lại thả trôi, mình lại dễ dãi, mình lại buông xuôi, mình lại để cho cuộc đời mình chìm ở trong cái phiền não. Đây là cái phương pháp sai. Tóm lại, thưa các vị, cái câu này nó đủ tóm cái ý của mình muốn giải thích nghe. Khi trái tim anh nó tràn đầy xung đột thì nó làm cho mọi cảnh huống, mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, mọi sự cư xử, tiếp xử với người, tiếp xúc với người, gặp gỡ người, sống với người, vân vân, nó đều trở thành sự xung đột. Mà xung đột thì nó dẫn theo một tràn dài. Xung đột thì bất an, xung đột thì gây hấn, xung đột thì buồn phiền, xung đột thì bất hạnh. Xung đột thì nhận chìm đời sống ta trong cái vũng bùn của khổ đau và quỷ hoại đời ta, quỷ hoại đời người khác. Và điều thứ ba là tu tập để có được sự hòa điệu thân tâm và hình thành được nhân cách sống nha. Thưa các vị, là cái từ tu tập này nó rất là rộng nha, rất là rộng. Mình đừng nghĩ cái từ này nó chỉ dành cho những người quy y Tam Bảo, dành cho những người như chúng ta thực tập thiền hoặc là phát nguyện đi trên con đường tâm linh mới tu tập. Cái trình độ hiểu biết mình nó dâng lên đến một cái chừng mức nào đó thì nó phải phát sinh cái nhu cầu này thôi. Bao nhiêu lần mình có dịp trong những buổi dạy học, mình nói rằng cái chuyện tu tập nó dành cho người rất thông minh, rất thông minh. Nói như thế thì nó đụng chạm nhau, tại vì ta không tu, ta không thông minh sao? Nhưng mà thưa các vị,
Cái điều rất rõ ràng rằng là nếu ta không thông minh ấy, thì ta trình độ tâm thức ta nó ngang cái chừng mực của đời sống bình thường này. Ta chấp nhận rằng ta là hình hài này, ta là đời sống ngắn ngủi này, ta có mặt nơi đây làm ra của, làm ra tiền để hưởng thụ dục lạc phù du trong một kiếp đời 50 năm, 70 năm rồi chấm dứt. Ta đến chỉ là cát bụi, ta đi thì trở về cát bụi, ta không cần biết ta từ đâu tới mà ta chào hành tinh này ta đi về đâu. Ta không hề có cái nhận diện gì về đời sống trước khi ta sinh ra ta ở đâu và sau khi mất ta làm gì, ta sẽ có mặt lại trần gian này không. Ta không cần quan tâm tới bất cứ điều gì bên cạnh ta nghe. Ví dụ như con ta sau khi ta chết nó ăn mày, kệ nó, cái chuyện quan trọng là ta hưởng thụ chứ không phải là cái chuyện là lo lắng gì cho thế hệ tương lai. Thì các vị hình dung rằng đây là người không thông minh đó. Họ chỉ nâng tâm thức họ ngang cái tầm chi? Ngang tầm vật lý thôi nghe. Đời sống được tạo thành bằng vật chất. Và ngoài vật chất không có chi là đời sống cả. Từ cái nền tảng suy tư như thế này, các vị nhìn vào xã hội loài người, có những cái vùng đất văn minh nó chỉ ngang gần đó thôi nghe. Ngang gần đó thôi. Nó có quan điểm về đời sống là vật chất thôi. Ngoài vật chất không có chi cả. Nếu những quốc gia, những vùng văn hóa nó phát triển như vậy thì nó đưa cái tình trạng đó là hủy hoại cái chi? Hủy hoại nền tảng tôn giáo nè, hủy hoại niềm tin con người nè, hủy hoại luôn đạo đức xã hội. Tại vì không cần thiết cho thế hệ tương lai, không cần thiết biết quá khứ người ta đã làm gì cho ta thưởng cả. Ngang đời hắn thôi, hắn có quyền bán rừng, bán biển, hắn có quyền ăn hết của cải cháu con nghe. Và hắn có quyền tàn ác đến nỗi là hắn bứng gốc toàn bộ nền đạo đức của ông cha nhiều người năm bỏ xuống biển á. Chuyện này là chuyện thực đang xảy ra. Trên mặt hành tinh chúng ta có những vùng văn hóa còn như vậy. Tức là những vùng văn hóa nó lấy cái sự thành đạt vật chất làm định chuẩn cho đời sống. Nó chỉ biết vật chất mà thôi. Vật chất sinh ra con người. Cho nên nó đặt nền tảng trên cơ chế chính trị là chi? Là ăn cướp, là lừa dối, là ác độc, là nghi ngờ, là thủ tiêu. Và các vị hình dung là hành tinh này vẫn còn nhiều mảng văn hóa có mặt trên những quốc gia như vậy. Cho dù quốc gia đó đời sống họ cao đến chừng nào, nhưng mà trình độ tri thức của họ, hiểu biết của họ nó còn đang ở cái tầm mức vật chất mà thôi. Và những thành phần trí thức trong những xã hội như vậy, thưa các vị, họ cũng quan niệm vậy nghe. Đời của họ là quan trọng, đời con không quan trọng. Nó không có cái nhìn xa hơn điều này. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng là sự tu tập dành riêng cho những người có đời sống tâm linh. Anh thông minh thì anh tu, anh không tu thì anh không thông minh, thế thôi, giản dị, dễ hiểu. Tại vì anh cảm thấy đời sống anh không cần thiết thêm nữa, ngang đây hưởng thụ dù lại cho chính anh đủ rồi. Chết là cùng, không có gì phải ngán nữa cả. Và ta chết thì thôi, con cái ta nó sách bị ăn mày, chuyện của nó không quan trọng. Thế hệ ta, ta làm giàu đủ rồi, còn thế hệ con em ta thì mặt xác nó có nô lệ thì chuyện của nó không bận tâm nha. Thế hệ ta, ta cứ bán rừng, bán biển, bán đất của tổ tiên ta, rồi thế hệ con em nó chửi ta thì ta cũng đi về với đất mất tiêu rồi, cho nên không cần phải sợ. Lịch sử không có chi đáng sợ cả. Các vị hình dung đây là một loại chi? Cực kỳ vô minh. Chuyện đó là như vậy. Nhưng mà các vị nhìn cái nền tảng mà chúng ta nói là như vậy nghe, để định nghĩa về cái từ tu tập. Định nghĩa thôi. Ở mức độ dễ hiểu thế này, thưa các vị, một đời sống của chúng ta mà chúng ta không tu tập, dễ hiểu là 100 năm đời người mình nhận chìm 100 năm trong cái chi? Trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương, trong căm thù, trong bạo động. Dường như kiếm được một ngày vui, một ngày an bình, một ngày tâm thức mình nó hòa điệu kiếm không ra. Thế thì không thông minh tí nào cả. Thế rồi 100 năm đời người các vị cố gắng, các vị làm thế nào nâng tâm thức các vị lên đến tầng tầng cao để cho có được vài ngày lòng các vị tràn đầy phúc lạc, tràn đầy sự an bình thì thông minh rồi. Trong khi 100 năm đời người ta kiếm một niềm vui như là đãi một một bãi cát, kiếm không được một chút vàng nào cả. Còn chúng ta thì vốc cát lên thì cát thành vàng, thì ai thông minh hơn ai?
Nếu có tu tập thì thưa các vị chạm vào bất cứ cái chi giữa cuộc đời này, các vị cảm thấy là nó tràn đầy phúc lạc cả. Các vị hân thưởng được đời sống của chính các vị, hân thưởng được cảnh mặt trời lên, thậm chí là thưởng thức được cây cà rem, thưởng thức được ly nước mát. Lúc nào cũng làm cho lòng mình tràn đầy sự mãn nguyện mà không có sự bực bội nào. 100 năm đời người mà ta sống được như thế này thì ta là gì giữa cuộc đời? Thánh giữa cuộc đời nghe. Thế thì sự tu tập đâu phải là anh là Phật giáo, anh là tôn giáo gì, anh có quy không quy. Mà sự tu tập nó dành cho người thông minh là như vậy. Thưa các vị, ai cũng mơ ước rằng đời sống này nếm được hương vị của hạnh phúc, chứ đâu phải mơ ước đời sống mình nhận chìm khổ đau đâu. Thế nhưng mà cái vụng của chúng ta là có khi mình chưa có được cái may mắn để chọn con đường sống thế nào cho hạnh phúc. Thế rồi mình chọn được con đường, thấy được nẻo đi, biết được việc phải làm là làm thế nào cho đời sống mình tràn đầy phúc lạc, mà mình không chịu làm. Mình đang nhận chìm mình, đời mình trong cái hướng là chút phiền não, chút bất an và gây nhiều cái bất hạnh cho đời sống mình thì cũng được đánh giá là không thông minh ngay. Không thông minh hạng bình thường thì còn tha được. Không thông minh hạng thứ hai, biết pháp tu tập mà không chịu làm cho đời sống mình thăng hoa thì không chấp nhận được. Cái ví dụ mình hay thưa với các vị rằng, ví dụ như người ta báo rằng là 15 phút nữa động đất tại Cali nè, và động đất ở thành phố này yêu cầu tất cả người dân có xe hơi lên xe hơi chạy khỏi nơi trung tâm điểm của cơn địa chấn đó chừng khoảng 10 phút thì các vị thoát khỏi tình trạng chết. Thì không có lý do gì mình khùng đến nỗi là cái nghiệp tôi sinh ra chỗ này, ngay chỗ này dù động đất tôi cũng chết đây, tôi không chịu đi đâu. Thế thì có quả khùng thì có, phải không? Xe mình có sẵn, xăng thì còn đầy, leo lên mở máy xe đạp cái dèo là chạy khỏi vùng đất chết, mà tại sao mình không đi? Cái điều này nó ứng với điều của chúng ta đang học đó nghe. Các vị biết pháp hành trì, các vị biết cách làm cho đời sống các vị nó hài hòa, các vị cũng biết cách có thể sống hòa điệu với người, các vị cũng biết cách làm cho đời mình tràn đầy hạnh phúc, mà các vị không làm. Trong khi những điều này nó không phải xa vời ngoài tầm tay nghe, nó đang ở trong tầm tay các vị mà không làm, để cam chịu cái sự bất hạnh của cuộc đời, rồi than, rồi thở, rồi trách trời, rồi trách người, rồi quằn quại trong cơn đau. Thế thì quả có ngu người ta mới làm điều này nghe. Cái này nói thiệt chứ không muốn xúc phạm người nhau. Nói như vậy thì tóm lại một chữ tu tập này nó vô cùng quan trọng với mọi người, chứ không phải với người học Phật Pháp gì cả. Nếu có học Phật Pháp thì chuyện này nó càng quan trọng hơn. Thế rồi các vị đi vô cái tầng thực tập thì các vị thấy rằng có những pháp thực tập nó làm hòa điệu thân tâm, có những pháp nó không hòa điệu nghe. Hai hướng, hai hướng tu tập. Mình đừng nghĩ giáo lý đạo Phật không có những cái sự hiểu lầm của người sao áp đặt trên những điều Đức Phật dạy nghe. Có những phương pháp hành trì thưa các vị nó đầy bạo động à. Nó đầy bạo động. Một là lâm vô tình trạng bạo động, hai là lâm vô tình trạng làm mụ tâm trí ta, làm giảm đi năng lực mẫn nhệ. Tất nhiên là mình không phân tích sâu điều này làm chi, và các vị nghĩ rằng là mình kỳ thị pháp môn này, pháp môn nọ. Nhưng mình phân tích rằng là có những pháp môn hành trì nó làm cho tâm hồn chúng ta tràn đầy sự bức xúc, do vì pháp môn ấy nó mang cái tính bạo động. Người ta hỏi nhau là thế nào là bạo động, thế nào là bạo động. Ví dụ như tâm thức mình nó là một dòng nước đang chảy cuồn cuộn thế này, ngăn lại, làm đập chẩn nó lại, dập tắt nó. Đây là một phương pháp bạo động nghe. Mà bạo động với dòng nước thì dòng nước nó làm cái chi? Không chịu thua. Chưa dòng nước nào nó chịu thua cả. Nó chỉ chịu thua cái lúc mà anh cái lực dụng anh quá mạnh, anh xây đập bằng bê tông cốt thép anh chặn lại thì nó bằng lòng, nhưng mà nó ở yên lại đó, rồi nó cũng tìm mọi cách là nó dâng lên từ 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 từ. Mà nếu không có những cái con đập tràn á thì đập nào cũng vỡ cả, phải không? Cho nên dù người ta ngăn đập để làm thủy điện, người ta cũng cho cái mực nước nó ngang một cái chừng mức nào đó
trên đó thì nó phải trôi ra, hoặc là thấy cái mức độ nước của đập tràn, tức là đập xả nước đó, nó không đủ sức thì họ phải mở van để cho nó chảy mạnh hơn. Nguyên tắc là vậy. Thế thì ngoài thiên nhiên, thưa các vị, người ta cũng không có vụng về đến nỗi là người ta bích lấp dòng chảy, người ta chặn dòng chảy, muốn hủy diệt dòng chảy. Người ta chỉ có thể làm được việc là đổi dòng chảy thôi nghe. Đổi dòng chảy. Và khi cái sự thông minh loài người dâng đến một cái chiều cao thì họ đổi dòng chảy, nhưng mà họ lợi dụng cái sức mạnh của nước họ làm thủy điện, có phải vậy không? Và từ điều đó các vị nhìn lại pháp hành trì của Phật để các vị thấy rằng là mình đừng lầm lẫn rằng pháp môn của Phật dạy là một pháp môn bạo động đối với tâm hành các vị nhé. Không hề có chuyện là bích lấp dòng chảy, tắt dứt hoặc là hủy diệt vọng thức đang sinh trong tâm các vị ạ. Đọc kinh Tạng Nikaya các vị thấy điều này. Đừng có nghe bảo rằng là vọng tưởng là sinh diệt cho nên tôi phải giết vọng tưởng, mà vọng tưởng mình giết chưa chết thì mình chết trước. Cái nguyên tắc của sự tu nó là như vậy. Thưa các vị, từ cái ý nghĩa đó là các vị quy chiếu là những pháp hành trì, các vị thấy rằng là ai mà đi vào cái pháp thực tâm vụng về sai lầm thì mắc hai bệnh thôi. Bệnh thứ nhất là chi? Bệnh thứ nhất là rất là bực bội, rất là bức xúc, rất là nóng nảy. Khi mình tu trong cái pháp như vậy thì nó lâm vô cái tình trạng thứ nhất là rất là bức xúc, người như một trái bóng. Nó căng tròn, bị bơm rất là căng và nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cho nên hãy khéo nha. Mình tu mà thấy sao mình càng ngày càng sân si hơn là coi chừng mình đang phạm sai lầm, là đang thực tập một cái pháp môn rất là bạo động. Bạo động không có hàm nghĩa gì khác ngoài cái chuyện là tâm thức anh nó nôn nóng tu cũng là một loại bạo động. Tâm thức anh nó tràn đầy cái nhiệt tình muốn trấn ngự tất cả những cái dạng tâm hành, như buồn, như vui, như hờn, như giận. Muốn dập tắt tất cả những dòng chảy tư tưởng này nó đang cuồn cuộn trôi, cũng là một loại đang thực tập pháp môn sai với điều Đức Phật dạy, rất là bạo động. Mà bạo động thì luôn chuốc lại cái sự phản ứng rất mạnh thôi. Đó là trường hợp thứ nhất, cái hướng tu tập mà chúng ta biết rằng là nếu không khéo thì lâm vô cái tình trạng là bất an của thân, xung đột của tâm. Hướng tu tập thứ hai, thưa các vị, nó cũng lâm vô cái tình trạng đó là mụ tâm thức các vị. Không biết cái từ này các vị có nghe quen không? Là mụ tức là làm chi? Làm mờ, làm tối, làm cùng lục, làm chai lì sự thông minh của các vị ha. Ví dụ như cái từ này dân Bắc ta dùng với dân Nam vậy, nhưng họ ít quen dùng từ này, phải không? Mình không biết dân miền nào mà mình dùng từ nó là loại trộn cả ba miền lại, cho nên người ta cứ nghĩ mình là dân Bắc. Nhưng không phải. Tại vì trong cái lĩnh vực văn học có những từ mà nó không phải Bắc hay Nam gì hết, dùng nó rất là hợp lý là ta dùng thôi. Điều thứ hai, thưa các vị, một phương pháp tu rất là lầm lệch đó là các vị làm cho tâm thức các vị nó mụ lại, nó mờ mịt lại, nó cùng lục lại, nó mất đi sự thông minh. Đó là mình cứ tụng hoặc đọc lải nhải, mình làm cho tâm thức mình, thưa các vị, nó buồn chán và nó tạo thành một cái đường rãnh quen. Thay vì vọng thức sinh diệt bời bời theo cái con đường tự nhiên của nó, đằng này mình tạo ra một cái loại cũng là loại tâm thức sinh diệt mới. Như cái cách của các vị trì chú liên tục mà không có cái năng lượng tỉnh thức đi vô là một loại pháp hành trì rất là vững nha. Các vị cứ hình dung rằng là các vị truyền thống của Phật giáo Tịnh độ hoặc Mật thừa bài cho ta là cứ niệm A Di Đà Phật thôi, không cần biết cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật niệm liên tục. Thì ta hình dung rằng là cái năng lực tâm thức của các vị, tức là cái năng lượng đời sống của các vị đầu tư vô cái vọng thức cuồn cuộn chảy, tức là cái tiếng niệm Phật liên tục như thế này thì nó tạo thành cái chi? Điều thứ nhất là tạo thành cái sự hao phí năng lượng của tâm thức. Điều thứ hai, thưa các vị, là dần dần tâm thức các vị nó tạo thành một quán tính, tức là một thói quen. Thay vì nghĩ đông nghĩ tây thì bây giờ cái thói quen của chúng ta là luôn cuồn cuộn,
niệm cái câu A Di Đà Phật liên tục, rồi sẽ tới một lúc cái vị phát giác ra rằng là mình muốn dừng cái tiếng niệm thì thầm mà dừng không được. Nó tự nhiên nó thành một quán tính chạy tròn thế này. Điều thứ ba, mình đang nói là thưa các vị là cái khả năng này nó hủy diệt cái sự thông tuệ bén nhạy của tâm thức nghe. Nó làm cho mình cùng lụt, làm cho cái khả năng mẫn cảm của mình tự nhiên nó chậm đi rất là nhiều. Các vị sư tu công án thưa các vị cũng lâm vô tình trạng này nha. Rồi gần nhất các vị đến những đạo tràng Phật thất của người ta niệm Phật 10 ngày, gọi là có những ngày không ngủ niệm Phật để kỷ niệm ngày Đức A Di Đà, lễ vía A Di Đà đó. Các vị nhìn thấy là người ta ngồi quanh tượng, ta ngồi dựa vào tượng hết, miệng thì lép nhép nhưng mà dường như thần trí đi chơi. Cái năng lực nội tỉnh không thể phát sinh với cái điều kiện là cứ nhai đi nhai lại một câu cũ rít như vậy. Ý thức của mình tự nhiên nó rất ư là phản ứng với điều này. Thứ hai, nó làm cho cái năng lực mẫn nhờ của mình tự nhiên là kém đi rất là nhiều. Tại vì thưa các vị, vọng thức nào nó cũng bào mòn năng lượng của thân tâm các vị cả. Một loại vọng thức nghĩ đông nghĩ tây hoàng xiên ngược xuôi là một loại vọng thức của phàm phu. Còn một loại mình tự tạo bằng cái đường rãnh của cái vọng thức liên tục có tiếng niệm cũng là một loại hao năng lượng nha. Mà cái hao năng lượng này thì nó làm cho cái sự mẫn nhạy của ta càng ngày càng kém. Đó là mình phân tích về hai hướng tu tập trong đạo Phật đang thịnh hành hiện thời đó. Hướng tu tập truyền thống Đức Phật dạy thì nó lại có một cái điểm rất khác biệt với điều này, đó là điểm chi? Thưa các vị, toàn bộ những bài Thế Tôn dạy về pháp hành trì, nó chỉ giảng dị một điều là hãy dõi theo, hãy quan sát, hãy nhận diện, hãy biết sự có mặt của nó, sinh khởi của nó, lớn dậy của nó, và ra đi của nó, chứ không hề là chận đứng, không hề dập tắt, không hề lầm thầm nói gì nó cả. Ban đầu có thể cho phép là đây là vọng niệm của tôi, đây là buồn của tôi, đây là vui của tôi. Chỉ nhận diện nó bằng cái câu nói thì thầm, định danh đó, là sao nó làm chi? Cái sự còn lại đó là một tâm thức yên bình, không có lời thì thầm phán xét. Không có ý định rằng muốn dập tắt hay là làm chi cả, chỉ đơn thuần là nhận diện nó, thấy nó, nhận biết nó, tỏ tường, đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt, đang có, đang không, trong tâm thức của các vị thôi. Thế thì cái phương pháp này nó vượt ra ngoài hai hướng này nghe. Nó không có làm cho tâm thức các vị căng thẳng, xung đột. Nó không làm cho tâm thức các vị mủ đi, mờ mịt đi, cùng lục đi. Mà trái lại, nó càng ngày càng làm cho cái khả năng mẫn nhạy của các vị, khả năng trực giác của các vị, khả năng nhận biết của các vị càng ngày càng bén, càng ngày càng tinh tường, càng ngày càng nhạy. Mới đầu chúng ta tu thưa các vị thì cái buồn, cái vui nó khởi rồi nó đi biển biệt xa. Rồi mình mới bất chợt nhận ra, ồ hóa ra cái buồn nó vừa đến với ta rồi nó ra đi. Rồi càng ngày các vị càng đi vào công phu thực tập thì nhận ra một điều rằng là cái buồn nó nhúc nhích từ xa, nó còn chưa lay động chi cả thì ta đã thấy rồi. Nó hơi hiu hắt buồn, ta đã nhận diện ra cái chỗ sinh khởi của nó rồi. Rồi buồn nó đến trước mặt ta càng ngày càng lớn và nó nằm chón chỗ trước mặt ta thì ta nhận diện rất rõ tường, đây là cái buồn mà ta là người đang quan sát cái buồn. Rồi nó dần dần nó biến mất. Thế thì thưa các vị, phương pháp này, phương pháp trung đạo này, con đường Đức Thế Tôn dạy trong kinh văn như thế nào? Tặng cho chúng ta một phương pháp hành trì là vượt ngang qua hai cái hướng tu. Một là xung đột, phản ứng ngược lại nơi tự thân. Hai là tâm thức các vị chìm vô cái tình trạng mù mờ, chai lì, cùng lục. Và các vị đi vào pháp hành trì của Phật thì điều thứ nhất, nó không có tạo thành cái sự xung đột nơi nội tâm các vị. Điều thứ hai, quà tặng của nó là càng ngày đi vào sự thực tập thì cái sự mẫn nhệ, bén nhạy, tỉnh tại đó sẽ thể hiện ra trong đời sống của các vị. Điều thứ ba, khi chúng ta đi vào cái sự thực tập như thế này thì cái việc tự nhiên nó xảy ra là nó tạo thành cái nhân cách sống của các vị, cái cách cư xử của các vị, cái cách làm việc của các vị
Hoặc là cái cách mình phán xét về người, nhận diện về người, thưa các vị, nó luôn là hòa ái, luôn hài hòa. Tại sao? Tại vì trong tự thân ta không có sự xung đột, thì ta biểu hiện cái điều này khi chúng ta đối nhân tiếp xử với người, khi chúng ta hành xử, khi chúng ta đứng đi nói cười. Thưa các vị, điều này rất tự nhiên á. Tâm thức người ta có sự hòa điệu, có sự an bình, có sự tỉnh tại. Thế thì các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị luôn an trú trong trạng thái như vậy, không cách nào khác. Nội dung bên trong tâm thức ta ra làm sao thì nó biểu hiện ra làm vậy, không có lừa gạt ai được cả. Cho nên một pháp tu mà đúng, có sự hòa điệu từ bên trong, thì nó hình thành được cái nhân cách ra bên ngoài là một điều rất tự nhiên. Và nhân cách như thế này thì cái món quà của nó đó là tặng lại cho những người gần gũi các vị trước. Người ta sẽ vô cùng là ngưỡng mộ, vì không có dễ có được con người như thế này giữa cuộc đời. Hành tinh chúng ta, thưa các vị, cần cái điều này hơn cần kim cương nữa. Tại vì những con người như thế này cần nhiều trên cuộc đời, thì nó tạo thành cái năng lượng hài hòa, tạo thành cái niềm phúc lạc cho trần thế, nó tạo thành một xã hội thanh bình, nó tạo thành một cái nền văn hóa mới, bớt đi cái sự xung đột. Và cái điều nó phát sinh rất tự nhiên là khi chúng ta có sự tu tập như thế này, thì tất cả những cái trò giải trí tự nhiên nó mất hết tác dụng. Sở dĩ mình cần đến rất nhiều cái trò giải trí, thậm chí mình rất là cần phải họp bàn họp bè, nói năng dông dài, lý sự nọ kia vân vân, là do vì nơi nội tâm mình nó rất là trống trải, nó cần rất là nhiều cái điều kiện để lấp đầy. Còn nếu lòng các vị mà nó tràn đầy sự hài hòa do tu tập, thế thì tất cả những cái thứ giải trí tự nhiên mất tác dụng. Các vị không có cái xu hướng rằng là mình phải giải trí thứ này thứ nọ thứ kia, cũng không cần phải đến những cái nơi hội họp hoặc là đám đình lễ lược chi, những nơi chốn đông vui nhộn nhịp. Thưa các vị, tự nhiên nó không còn cái tác dụng gì với tâm thức của người có tu cả, nó tự rớt hết rồi. Không phải mình cố ý làm nó khác đời, nhưng mà tự nhiên nó là như vậy. Lòng mình nó tràn ngập niềm vui, lòng mình nó tràn đầy sự an bình, lòng mình nó tràn đầy sự hòa điệu, thì các vị sống trong nhà, các vị ngồi một mình, các vị nấu miếng cơm, các vị ngồi ăn một mình, hoặc là các vị đọc trang sách, các vị tọa thiền một thời, tất cả những điều kiện các vị tự tạo ra nó đều mang lại phúc lạc cho các vị, chứ không cần một cái điều kiện gì bên ngoài để nó làm đầy tâm thức các vị và nó làm cho các vị có niềm vui cả. Khi niềm vui nó phát khởi trong trái tim ta, thì mọi thứ ta chạm vô đều trở thành niềm vui hết. Giống như ta là một vị thần linh, chạm vô thứ gì thì thứ đó thành vàng hết. Không có một điều gì hay bất cứ ai có thể làm cho người khác cảm thấy bất hạnh nếu người này có một tâm thức minh mẫn, đã loại bỏ được những xúc cảm đối nghịch. Thưa các vị, là khi tâm thức các vị nó không còn sự đối nghịch, tức là nó rất hòa điệu, thế thì giữa trần đời này không có con người nào gọi là người đối nghịch với các vị, xung đột với các vị được cả. Có những vị thầy có những câu nói rất là trí tuệ, như ông cụ Trúc Lâm, cụ có những câu nói cách đây mấy mươi năm mà mình nghe tới bây giờ mình thấy vẫn còn hay nghe. Cụ nói rằng là trong cuộc đời hành đạo của người có tu tập, thế thì không hề có ai là đối nghịch với ông cả, mà chỉ có người cảm thông với ông cùng chưa cảm thông thôi. Người ta chưa biết mình, chưa hiểu mình, người ta chưa cảm thông, cho nên họ có thể gây khó khăn, chứ họ không hề là người đối nghịch, không hề là người chống phá. Thậm chí là cái cơ chế xã hội chủ nghĩa nó không phải là cái cơ chế đối nghịch với tôn giáo, chẳng qua gì nó chưa biết tôn giáo là gì, nó chưa hiểu mình đang làm gì, chưa biết cái vai trò của mình đóng góp thế nào cho xã hội, đạo đức dâng lên, và nó chưa cảm thấy cái nhu cầu tôn giáo là một nhu cầu cần thiết, cho nên nó cư xử như vậy, nó coi mình như kẻ thù là do vì nó chưa cảm thông thôi. Rồi nó sẽ cảm thông. Thưa các vị,
Kỳ thực rằng là đến một cái trình độ tâm thức có tu ở mức độ nào đó thì người ta nhận ra được điều này nhé. Trong một phạm vi rất nhỏ như mình thôi, quy chiếu là điều này, các vị thấy rằng là nếu mình có tu thực á, thì mình thấy không có con người đáng ghét. Tại vì không ai đối nghịch với các vị cả, mà chỉ có người đã cảm thông cùng một cung bậc đang tu như ta và người chưa thể vươn đến tầm cao của tâm thức để có thể tu tập như ta, cảm thông với ta thôi, chứ không có con người nào con người đáng ghét cả. Họ chưa có điều kiện nâng tâm thức họ lên. Có lẽ là họ phải mất tới 1.000 kiếp nữa họ mới có thể vươn đến cái chiều cao để có thể thành đạt được cái phẩm tính như mình đang tu nghe. Phải cho phép họ, đợi chờ kiếp này không được thì thôi ráng đi, trăm kiếp nữa họ sẽ vươn lên đến chiều cao. Chỉ có vậy thôi. Thế thì thưa các vị khởi được cái niềm trắc ẩn trong trái tim của các vị với những người mà xem chừng như họ chống phá các vị, xem chừng như là kẻ thù của các vị, hoặc là những người nghịch hành chống đối các vị. Các vị cũng có thể khởi được niềm trắc ẩn của mình đối với người kia. Điều thứ hai thì các vị, cái điều này nó rất dễ làm chứ không phải khó nghe. Tại sao nó dễ làm vậy? Các vị nhìn mình là các vị cảm thông với người, các vị nhìn là khi nào mình cảm thấy bực bội, tức tối, xung đột với người, mình nghe lòng mình nó khổ chứ có phải sung sướng gì đâu, có phải là tràn ngập hạnh phúc mà mình làm điều đó đâu. Chưa có một người nào lòng họ tràn ngập hạnh phúc mà họ giận dữ, căm ghét hoặc là xúc đảo người nghe, có phải không? Lòng mình tràn đầy hạnh phúc thì thưa các vị, với người như thế nào mình cũng mỉm cười được. Thì từ cái điều đó mình hình dung rằng cái người kia khó ưa như vậy, khó chịu như vậy, cư xử tồi tệ như vậy, thì lòng họ vô cùng là tội nghiệp á. Họ đang bị nhận chìm trong quả ngục là một. Họ đang ở trong địa ngục, đang lúc la lúc lắc, mong vượt thoát là hai mà không có con đường, cho nên họ mượn mình như sợi dây để kéo cuộc đời họ ra đó. Cho nên thưa các vị, với người như vậy mình khởi tâm trắc ẩn rất dễ nha. Thế cho nên xin đại chúng nhớ cho rằng là không hề có người là kẻ thù, mà chỉ có người cảm thông với ta cùng chưa cảm thông với ta thôi. Ở nơi đây thì cái câu nói rất là hay, đó là không có một điều gì hay bất cứ ai có thể làm cho người khác cảm thấy bất hạnh. Nếu người này có một tâm thức minh mẫn, loại bỏ được những xúc cảm đối nghịch. Nếu trình bày cách khác là nếu người này loại bỏ được những xúc cảm đối nghịch thì sẽ không có một điều gì hay bất cứ ai có thể làm cho họ bất hạnh được cả. Câu nói này nếu mình trình bày cái giới nó ngược lại thì nó sẽ như vậy và dễ hiểu như vậy. Điều thứ hai, kiếm thêm chuyện nữa, đó là phải thấy anh là chủ nhân của chính đời sống anh nha. Thưa các vị, là xưa tới giờ dường như mình mất cái quyền làm chủ đối với đời sống mình nhé. Cho nên bước thứ hai, từ cái câu dạy của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, mình trích ra một cái ý để chia sẻ với nhau rằng là ngay từ bây giờ về sau, xin nhớ cho rằng anh là chủ nhân của đời sống anh. Chứ anh đừng có đổ hô tội vạ cho người khác. Người ta đáng ghét là chuyện của người ta. Và anh không khởi cái niệm ghét người mới là chuyện quan trọng nơi chính anh chứ. Và khác biệt giữa trần đời này, giữa kẻ trí và người không trí, kẻ hiền và người người ác, ở chỗ này thôi nghe. Trần thế này vẫn như vậy, thế nhưng mà với người trí thì người ta thấy trần thế này ôi sao mà dễ thương quá. Với người hiền, thưa các vị, họ gặp mọi người, họ vô cùng biết ơn sự có mặt của tất cả con người trên hành tinh này. Tại vì có anh cho nên cuộc đời tôi không có cô đơn. Giản dị nhắc các vị hình dung rằng là cách nay chừng 70 năm các vị là người Việt đặt chân lên đây, các vị thấy là cái nỗi cô đơn khốn khổ nó lớn đến chừng nào. Không có bóng một người Việt nào có mặt nơi đây đâu. Và thèm nói câu tiếng Việt, đừng hòng ai nói cho các vị nghe. Các vị mong muốn gặp một người da vàng mũi tẹt như các vị thì đừng hòng nhé. Là các vị mơ ước có được một chút thức ăn Việt Nam thôi thì đừng hòng. Cái món quốc hồn quốc túy chúng ta là nước mắm gì nó chỉ theo ta sau 75 tới đây, và trước đó đừng hòng có. Chỉ có xì dầu thôi. Thưa các vị,
Thế cho nên với người hiền, thưa các vị, họ nhìn trần gian này bằng đôi mắt là nhận diện ra tất cả mọi người có mặt đều là bạn bè, đều là người hiền. Với người trí thì họ nhận diện ra rằng là tất cả người trên hành tinh này đều là kẻ trí. Có điều là cái năng lực phát triển trí của họ nó chưa vươn đến tầm cao, chưa bằng họ. Còn với người ác thì họ nhìn trần gian này ai cũng đáng họ nghi ngờ, ai cũng tràn đầy cái sự căm thù giận dữ cả. Và từ điều này chúng ta quy chiếu lại, thưa các vị, khi mình nhận trách nhiệm mọi sự việc xảy ra là do chính mình thì các vị điều thứ nhất lấy bớt đi cái sự căm thù giận dữ, cái sự đối kháng hoặc là phê bình hoặc phán xét với tất cả những người gần các vị hoặc xa các vị ngay. Cái việc cần làm nhất là các vị lấy cái sự phê bình phán xét căm giận với người gần mình nhất, còn người xa thì không cần thiết, tại vì họ ở nhà họ, mình ở nhà mình không dính chi nhau. Nhưng mà với người thân của mình đây, chồng mình, vợ mình, bố mình, mẹ mình, con mình, cháu mình, vân vân. Các vị lấy cái đầu phán xét, phê bình, đối kháng. Các vị thấy là mọi việc xảy ra do chính mình làm chủ. Mình muốn cho người kia dễ thương, mình phải tự thay đổi mình cho dễ thương. Muốn người ta có lễ độ, mình phải làm chi? Mình phải lễ độ. Muốn người ta ăn nói vô cùng là hiền diệu, dễ thương và rất lịch sự thì đầu tiên anh phải làm được cái điều đó với người ta. Và muốn cho cái người vợ mình trọng thị mình thì cái điều đầu tiên mình phải xứng đáng là người đáng trọng thị nghe. Anh hư hỏng, tệ hại, không có chỗ nào chừa cả, thế là anh biểu là phải phải thể hiện cái sự tôn trọng nam quyền, tức là tôi là chủ gia đình thì đừng có hòng chuyện đó xảy ra cho mất công. Thế thì thưa đại chúng, anh hãy thấy mình là chủ nhân của chính đời mình ở mức độ cạn là anh luôn làm chủ. Anh luôn cảm thấy tràn đầy trách nhiệm với những người xung quanh. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai rất là quan trọng. Thưa các vị, không có ông chủ nào trong những cơ sở nào ông bằng lòng với cái điều kiện là lương tiền hoặc là của cải ngang chừng đó, phải không? Hãy hỏi hết những người kinh doanh, họ nói cho các vị nghe. Ví dụ như năm nay cái mức thu nhập của họ là 1 triệu, họ không bằng lòng với cái chuyện là sang năm nó thu nhập cũng gần đó nghe. Chắc ít có ai bằng lòng với chuyện này, có phải vậy không? Cụ thể nhất, thưa các vị, không bao giờ có một người bằng lòng với con của ta là nó 20 tuổi rồi nó dừng lại như vậy, nó không chịu trưởng thành. Không có bố mẹ nào bằng lòng với chuyện sinh đứa con ra rồi nó nằm trong nôi như vậy, 10 năm sau nó cũng cứ nằm trong nôi như vậy. Trường hợp xảy ra như vậy là trường hợp dị dạng, phải không? Trường hợp bất thường, trường hợp tật bệnh. Trường hợp này không phải là trường hợp bình thường á. Trường hợp bình thường nhất là mọi con người đang trên một tiến trình phát triển á. Không ai chấp nhận được đời sống nó bằng lòng ngay hiện tiền, nó không trôi chảy, nó không phát triển. Từ điều này chúng ta có một cái nhìn về đời sống của một người muốn làm chủ đời mình là anh phải luôn phát triển. Phát triển ở chiều cao, phát triển ở chiều sâu. Nguyên tắc cuộc đời, thưa các vị, là dường như chúng ta chỉ có làm được việc là phát triển chiều đi tới thôi nghe. Mà chưa phát triển chiều cao và phát triển chiều sâu. Thế nào là phát triển cái chiều đi tới? Cái chiều này là quy luật bị đẩy đi dù muốn hay không muốn. Đó là sinh ra ở đây bị đẩy dần để đi đến đâu? Đến cuối cùng, đến cái chết. Là cái chu kỳ vận hành tất nhiên của mọi sinh vật hữu hình và mọi vật hữu hình trên hành tinh, đó là chu kỳ phát triển chiều ngang. Trong khi một nguyên tắc rất bình thường, phát triển chiều cao, phát triển chiều sâu, hàm nghĩa rằng là một đứa bé sinh ra 5 tuổi thì trình độ tri thức nó ở chừng này, 10 tuổi chừng này, 20 tuổi chừng này chứ. Sự hiểu biết của nó, tình cảm của nó, khả năng giao tế của nó, khả năng tiếp xúc của nó, thưa các vị, theo với tuổi trưởng thành mà nó lớn nhiều mặt chứ có phải là nó chỉ lớn hình hài của nó đâu. Thế thì nguyên tắc đời sống là khi anh càng về già, càng trưởng thành thì điều thứ nhất là anh phải càng chín chắn. Điều thứ hai, năng lực trí tuệ anh nó phải có mặt. Nếu chưa đạt đến cái mức độ năng lực trí tuệ nó càng ngày càng mở rộng thì cái điều tối thiểu đó là chi?
Cụ thể nhất là tối thiểu là anh sống nơi đất Mỹ này, cái đầu anh nó phải làm thế nào để hòa nhịp được với xã hội Mỹ. Không có cái chuyện là mình ở Việt Nam và mình qua xã hội Mỹ, mình ngang tầm với xã hội Việt Nam trong quá khứ, mình hài lòng với những cái kiến thức mình đã có, đời sống trải nghiệm như vậy, và mình bê nguyên mảng cái văn hóa và cái nhân cách của một người sống Việt Nam như vậy đem sống ở nơi đây mà có thể tồn tại được. Chắc như vậy đó. Các vị bị đào thải thôi. Đào thải gần nhất là con các vị, nó đào thải các vị. Đào thải xa hơn là các vị không thể tiếp xúc với xã hội loài người chung quanh được. Tại vì đời sống xã hội, đời sống cá nhân, đời sống một sinh mạng nó luôn cuồn cuộn chảy về phía trước, luôn lớn, luôn cao ở chiều cao, sâu ở chiều sâu. Mà chúng ta không làm điều này cho chính tự thân ta thì ta bị đào thải. Thì từ cái điều này, thưa các vị, khi ta có sự tu tập nhất định thì đời sống của ta càng bước vào con đường tu, càng đi tới thì ta phải cao ở chiều cao, sâu ở chiều sâu nghe. Sâu ở chiều sâu là chi? Thưa các vị, cái sự trầm lắng ổn định của tâm thức bớt sôi động, bớt sốc nổi, nó cho phép những điều này xảy ra với người trẻ. Nhưng mà càng già, tâm thức của mình giống như lửa cháy sau lưng, cứ luôn là cuồng nộ thì sai nghe. Tại vì ngay cơ thể vật lý thì càng già, khí huyết của mình, cái nhịp độ tim của mình nó càng đập chậm, chứ nó có phải đập nhanh đâu. Mà đập nhanh là bệnh, phải không? Tim đứa bé thì nó cho phép 1 phút đập 120 nhịp, không biết có phải không ạ? Mình không biết lắm nhưng mà mình nghĩ, thưa các vị, là cái nhịp đập của trái tim em bé nó rất là cần. Và cái giấc ngủ đó thì cũng rất là dài, gấp 2, gấp 3 lần người lớn nghe, để nó tăng trưởng thần kinh, tăng trưởng hệ thống não. Thế nhưng mà càng già thì giấc ngủ mà nếu như em bé thì lâm vô tình trạng bệnh á. Cho nên người già nào cũng ít ngủ cả, có phải không? Nguyên tắc nó là như vậy. Cho nên phát triển năng lực trí tuệ, phát triển chiều cao tâm thức, nó hàm hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là về cơ thể vật lý của các vị có thể kiểm tra được cái điều này theo cái tiến độ tuổi của các vị. Điều thứ hai, kiểm tra đời sống, tâm thức, tình cảm các vị nó cũng giống vậy nghe. Tình cảm người già không có cái chuyện là sốc nổi như anh thanh niên 20 tuổi. Nếu anh có mê gái thì cái mê gái ông già nó khác với mê gái của anh 20 tuổi nhé. Điều này nó dễ hiểu lắm, nó cụ thể lắm nghe. Cái ông già nào mà ông muốn kết hôn phối với một bà già, thưa các vị, là cái sự đằm thắm tĩnh tại và cái cách ông chinh phục bà ta nó khác với anh thanh niên chứ. Chắc đúng nha, hỏi mấy ông già này coi. Mình kể cho các vị nghe cái chuyện hồi sáng này mình đi qua bên cái trung tâm Homestead á. Thưa các vị, là 500 người, thành phố Santa Ana này nó gom hết lại 500 người ở trong đó. Rồi mấy đứa nó dẫn đi một vòng, mình thấy có nhiều người, những người đàn bà Mỹ tóc vàng và trẻ trung chừng 50 ngoài thôi, mình đoán chừng vậy. Và những anh chàng người Mỹ trắng cũng khoảng chừng đó tuổi, dung dăng dung dẻ đi ra lấy thức ăn. Mình hỏi chứ rồi những người trong này á, họ sống như vậy rồi họ có vợ chồng cùng nhau không? Mấy đứa nó có chứ thầy. Có những người trung niên họ làm bồ làm bạn với người trung niên, những người già họ có những người bạn già của họ. Nó ồ, hóa ra đây là một thế giới nó cũng nhiều niềm vui chứ. Đâu có đến nỗi là dân hôm đến đường phố mà nó tồi tàn giống như là đời sống thiếu ăn thiếu mặc của người Việt chúng ta đâu. Các bạn hình dung rằng mình vô trong 500 người ở trong một cái cư xá, mình nghe cái mùi chiên đàn thơm ngát. Tại vì áo sống của họ nó ngổn ngang và cái mùi mền, mùi chiếu của họ thì nó nực nồng đi. Thế nhưng mà cái vui đó là mỗi anh có một cái giường ngủ riêng. Và có khi hai cái giường nó liền lại với nhau như thế này. Và những con người, thưa các vị, có khi gặp họ cư xử rất là đẹp, rất lịch sự nghe. Họ lấy thức ăn rồi, họ cảm ơn, họ nói năng, ngôn ngữ của họ rất là lịch sự, rất là văn hóa. Rồi từ cái chuyện vẩn vơ của mình kể, mình thưa lại chuyện này, thưa các vị, một đời sống của một người bình thường, sự phát triển không dừng, để làm cho đời sống thực sự gọi là đời sống thì một
con người nào có mang giữa trần gian này họ đều phát triển không dừng đời sống họ từ trẻ tới già. Dù họ không muốn học tập, dù họ không muốn nâng trình độ hiểu biết của họ, nhưng mà môi trường đời sống và cái sự cò xát của họ giữa họ và xã hội nó bắt buộc họ phải trưởng thành từng ngày. Họ không thể dừng lại được. Người già ở Việt Nam qua đây, thưa các vị, họ cũng phải đổi thay. Dù họ không muốn, họ cũng phải đổi thay. Thế thì ở mức độ đời sống bình thường, họ đã luôn phát triển. Thế rồi mức độ đời sống tâm linh như chúng ta, thưa các vị, nếu biết tu tập thì các vị có thể nhận diện điều này là sự phát triển nó luôn xảy ra trong đời sống tu của chúng ta, chứ không phải là nó dừng lại nhé. Dù mình tu một cách phất phơ, thế nhưng mà qua một năm rồi các vị nhìn lại thì các vị thấy là nhân cách của các vị nó đổi thay, chứ không phải là nó đứng y một chỗ nghe. Và nguyên tắc đó là hai sự đổi thay nó có mặt. Một, nó đổi thay mà nó đổi thay theo cái chiều ngược, tức là nó đi xuống. Không khéo thì nó đổi thay như vậy nha. Còn khéo thì nó đổi thay nhưng mà nó đang thăng hoa. Cho nên một đời sống nguyên tắc là phải phát triển, phải đi tới. Do vậy cho nên một là nó đi tới để nó rớt vào hố hư vô của đời sống bình thường, không biết tu tập. Một đời sống lấy vật chất làm đỉnh điểm của niềm ước mơ thì rớt xuống hố hư vô biến mất. Một đời sống tâm linh thì cũng có cái chu kỳ luôn phát triển, thế nhưng mà tùy vào cái mức độ tu đúng hay sai, nhân duyên lành hay không lành, mà có thể phát triển đi về cái chiều hướng là càng ngày càng thấp dần thấp dần, để đến tuổi già có khi càng tu càng cao có, càng bực bội, càng giận dữ, tâm thức càng chật chội. Còn phát triển đúng thì thưa các vị, nó thăng hoa. Thăng hoa nó hàm nghĩa rằng là tâm thức bồng bềnh, tâm thức rộng mở, tâm thức yêu thương. Đạt đến cái cuối cùng đó là nhận ra được rằng là ngoài này tứ đại, ngoài năm uẩn ta đang thọ nhận đây, ta còn là cái phẩm tính Phật đang chôn vùi nơi đây, đang có mặt nơi đây. Và sử dụng được nó để thành đạt được trí tuệ cuối cùng thì gọi là sự phát triển đến tột cùng của người tu tập. Thưa các vị, cái chuyện này hãn hữu lắm nha. Ngàn năm một thở. Có được một hình hài đó là cái chuyện hãn hữu, không dễ tìm trong kiếp bình sinh. Tức là có khi mất 1 triệu kiếp cho có luân hồi mới có được hình hài. Rồi 1 triệu kiếp trong đời sống hình hài bình thường mới có được cái sự may mắn gặp Phật Pháp. Có khi mất 1 triệu kiếp mày mò cái con đường làm lành, tu tập, ăn chay, niệm Phật, nuôi dưỡng tâm từ để có được 1 kiếp mình gặp được chánh pháp, biết được con đường vô sinh để đi. Biết được con đường vô sinh để đi, thưa các vị, có khi mình cũng phải mất nhiều kiếp lắm mình mới có thể gột rửa được cái phẩm tính sinh diệt và những cái tập khí lậu nghiệp của mình đã nuôi trong nhiều đời. Thế cho nên, thưa các vị, đầu tiên là mình hãy nhận trách nhiệm rằng là ta là chủ nhân của đời sống ta. Ta ghé lại hình hài này trong 1 kiếp phù du để làm cho đời sống mình thăng hoa, để làm cho không phí phạm 1 kiếp đời có mạng giữa trần đời này trong cái tiến trình vươn lên các bậc thánh, thành tựu các quả vị giác ngộ. Thì các vị tự nhiên cảm thấy là một đời người nó tràn đầy trách nhiệm đối với từng ngày, từng ngày, từng ngày. Còn nếu các vị cảm thấy cuộc đời này nó bồng bềnh, nó rủi mai, có mặt cho vui một chút rồi ra đi, không cần thiết, thì các vị có thể bỏ trôi một đời rất tội nghiệp. Đó là 2 ý. Thế là chúng ta có một cái kết luận ra đây. Ý thứ nhất gợi ra đó là anh có quyền quy tối thượng với chính mình. Và không ai thay đổi được. Không có thần linh nào, không có Phật nào, không có ai thay đổi được cái nguyên tắc này cả. Anh là người có quyền quy tối thượng với chính anh, chứ không có một vị Chúa Trời, vị thần linh, một Thánh A-la, một Đức Thế Tôn nào thay anh. Cái hàm nghĩa giấu trong câu này nhiều vấn đề lắm nghe. Quyền quy tối thượng nghĩa là anh có quyền làm cho anh bất hạnh, anh có quyền làm cho anh hạnh phúc, anh có quyền nhận chìm đời anh.
vô cùng phí phạm. Anh có quyền làm cho một đời sống này tràn đầy hữu ích cho chính anh, cho người khác. Anh có quyền mượn một đời sống này làm bể phóng để làm chi? Đưa cái con thuyền của anh lên tới sao Hỏa, sao Kim á. Khi cái bể phóng mà nó đủ tốt rồi thưa các vị, thì cái chiếc phi thuyền đó nó vượt ngoại tầng không gian, nó đến với muôn trùng vũ trụ. Thì anh có thể vận dụng một đời này làm bể phóng để làm cho một đời này có thể đủ phẩm tính để thành tựu được quả vị giác ngộ ngay một đời, hoặc là trong tương lai. Điều này tùy vào anh, cho nên anh là người có quyền uy tối thượng với chính mình, và không có ai thay được điều này cả. Không có thần linh nào thay được điều này cả. Ý thứ hai, hạ giá trị thấp hơn chút, đó là không có gì quý báu bằng chính đời sống của anh. Vì từ chính đời sống mình, anh cống hiến cho đời mọi điều tốt đẹp. Thưa các vị, là tất cả của cải vật chất bên ngoài nó cũng từ đời sống các vị mà có. Tất cả giá trị đạo đức hoặc là những cái cống hiến về văn hóa phi vật thể đó cũng từ những con người mà có nghe. Nó có hai ý hàm ẩn ở đây thưa các vị. Một đời sống được gọi là quý báu, không phải là kẻ tội đồ, không phải là tên mang tội với tổ tiên, với quê hương đất nước. Thế thì một đời sống khéo lèo lái mình thì nó trở thành một củ quý đối với tự thân, củ quý đối với người thân, củ quý đối với văn hóa loài người, đối với xã hội, đối với đất nước, đối với môi trường. Và không tìm nó ra một cái gì khác quý hơn đời sống, quý hơn một sinh mạng của một con người cả. Thưa các vị, một cái công trình độc lập cho một quốc gia, nó cũng không ngoài cái điều này nghe. Ví dụ như đất nước Ấn Độ mênh mông, hiện tại nó có 1 tỷ dân. Nhưng mà cái người làm nên cái công trình độc lập cho Ấn Độ, từ bàn tay của người Anh, bóp chặt đó là một con người quấn cái tấm vải đơn sơ ở trần quanh năm cho ai? Đó là Ngài Mahatma Gandhi. À, thưa các vị, ngay đất nước này cũng vậy nghe. Một cái con người làm thành cái cơ chế dân chủ và cống hiến được một cái nền phát triển dân chủ, đó là người lập quốc đầu tiên là Tổng thống Washington. Người thứ hai là Abraham Lincoln. Nhưng thưa các vị, những con người nó có thể tan biến thành cát bụi không còn dấu vết chi, nhưng mà khi nhắc đến những tên tuổi con người đó thì người ta đều hàm ân, đều thể hiện sự kính trọng. Và chưa có một người nào có một lời phê bình về những con người cũng một đời sống mà họ cống hiến đời sống họ vô vàn hữu ích cho trần gian nghe. Thế thì thưa các vị, không có gì quý báu bằng một đời sống của một sinh nhân, dù rằng cái mạng sống hắn rất mong manh, dù rằng là hắn ốm yếu như cây sậy, hắn không phải là con sư tử, hắn không phải là con voi, hắn không phải là con cá lội dưới biển. Nó rất ư là hạn chế, tại vì cái lỗ mũi loài người nó không thính bằng cái lỗ mũi con chó. Lỗ tai của con người nó không có thính bằng lỗ tai của con voi. Con voi nó có thể nghe tới là 10 dặm. Thế nhưng mà thưa các vị, cái sự quý báu vô cùng đó là cái phẩm tính của hắn được cất bên trong một cái hình hài con người rất yếu ớt như vậy. Do vậy cho nên không có gì quý báu bằng đời sống của chính các bạn cả. Ta không lường được cái nỗ lực của ta đến chừng nào. Ta cũng không biết rằng sự có mặt của ta rồi ra đi của ta ảnh hưởng tới thế hệ con em ta ra làm sao đó nghe. Điều này thưa các vị, rõ ràng rằng là có một cái chút tư duy về đời sống thì các vị nghiệm ra điều này thôi. Và từ đời sống của các vị, nếu các vị thông minh và có được chút ít năng lực tu, không cần nhiều, thì bản chất đời sống ta có mặt tuy mong manh nhưng là một sự cống hiến ấy, một món quà tặng lại cho đời, cho những người thân của chúng ta. Và tài sản của cải di chúc lại cho con thì có thể biến mất. Nó có thể chi tiêu trong vài năm thì mất. Hoặc là những đứa mà nó nghịch tử, nó phá hoại thì chỉ cần đi vài đêm nó lát với gác thì không còn gì. Thế nhưng mà nhân cách cao quý của các vị, phẩm tính đạo đức của các vị, những điều dạy dỗ của các vị mà in vào tâm thức của nó,
Wow, cách sống, cách cư xử của các vị làm thành những cái ấn tượng vô cùng đẹp vào tâm thức con em ta. Thế thì thưa các vị, nó xài cả đời không hết đó. Thế hệ nó, thế hệ con em nó nghe, những ấn tượng này nó không phải mua bằng vàng mà được, có khi nó không phải cần của tiền nhiều lắm đâu, mà bằng đời sống chính các vị, bằng trái tim nhân hậu của các vị nó làm thành những điều này thôi. Đó là cái điều gần gũi nhất, dễ hiểu nhất, là cái cách thứ ba. Ý thứ ba nơi đây đó là mọi hiện tượng không hề bộc phát. Mà tất cả đều là một quá trình để thành tựu. Và cuối cùng đưa đến cái câu là đời sống là một tiến trình nhé. Tùy vào sự dẫn dắt của anh. Thế các vị, là mọi hiện tượng hữu vi trong cuộc đời này nó không hề là tự nhiên có mặt, không hề là bộc phát. Một áng mây trên trời không phải là tự nhiên nó kết nha, mà nó được hình thành từ những hạt nước rất là bé bỏng và tập trung lại thành một áng mây. Rồi mọi sự phát triển của trần đời này, thưa các vị, nó không phải là đơn thuần tự nhiên cái đầu nào đó nó thông minh, nó chợt nghĩ ra chiếc phi cơ. Có phải không? Cũng chưa hề có cái đầu nào đột nhiên nó nghĩ ra được, nó chế được cái chiếc xe hơi bao giờ, thưa các vị. Từ cái nồi nước thôi, bật nắp của Archimedes hả? Hay của anh chàng nào đó tôi không nhớ. Thế rồi dần dần có được cái chiếc xe lửa, dần dần có được chiếc xe hơi. Và thậm chí thưa các vị, cái tiến trình này nó bao hàm nghĩa rằng là những phát minh người sau là đứng trên vai người trước để phát minh. Người trước người ta phát minh ngang chừng này, người sau đứng trên vai phát minh tiếp cứ chồng lên và nó hiến tặng cho xã hội một cái nền khoa học tiện dụng như hiện tại. Cho nên đời sống là một tiến trình và không hề có cái chi là sự bộc phát cả, nó là sự thừa tiếp. Lịch sử cũng là sự thừa tiếp. Đời sống con người các vị hình dung rằng là ta cũng là sự thừa tiếp gen di truyền của nhiều thế hệ trước nha. Về cái lĩnh vực khoa học mà nhìn, thưa các vị, cái hệ thần kinh não chúng ta đã tiến bộ tới 13 tỷ tế bào não rồi sao đó. Nó có một cái chiều dài phát triển chừng 500 năm tới 1 triệu năm nó mới được như vậy. Nó hoàn thiện cái cấu trúc hệ thần kinh não của con người trên hành tinh này như bây giờ là một chiều dài nhé. Rồi nhìn xa hơn, thưa các vị, cái loài động vật đầu tiên có mặt giữa trần đời này nó nằm dưới nước, rồi từ dưới nước nó mới bò lên bờ, nó trở thành loài động vật nửa nước nửa khô. Rồi từ động vật nước nửa khô nó hình thành một loài động vật bình thường, cho tới lúc loài động vật nó đứng dậy hai chân, nó hình thành một loài người, thì cả một cái chiều dài triệu triệu năm. Thế thì không hề có bất cứ hiện tượng nào giữa trần đời này là sự bộc phát, mà nó là một cái tiến trình rất dài để thành tựu. Từ cái ví dụ đó trở lại cái chuyện mình muốn thưa, thưa các vị, cái quá trình hoàn thiện đời sống tâm linh của các vị, hay là nhân cách của các vị, hay là trái tim yêu thương của các vị, nó là một tiến trình rất dài mà các vị phải phải phấn đấu, phải vươn lên để thành tựu nghe, chứ không phải tự nhiên các vị trở thành một nhân cách, một người xuất gia đàng hoàng được. Xuất gia chỉ là bước đầu thôi. Luyện mình vào chùa, cạo cái đầu, mặc cái áo, đâu đã là người xuất gia. Nó phải có một quá trình rất dài là làm chi nữa. Tập đi, tập đứng, tập nói, tập cười, tập để cái tai cho nó đàng hoàng, để đôi dép cho nó đàng hoàng. Ăn cho nó đàng hoàng, nói cho nó đàng hoàng. Và cái điều này nó xảy ra 3 năm một lần, hay là nó xảy ra liên tục trong hàng ngày. Xảy ra trong từng giờ, chứ không phải từng ngày hết. Người tu nào không biết nguyên tắc này, thưa các vị, chỉ cảm thấy một điều đó rằng là dường như tu là chuyện rủi mai. Mặc áo người tu rồi là xong việc, thích chưa? Anh mặc áo người tu chỉ là bước đầu tập tè làm người, học đòi nhân cách của Phật thôi. Còn trong cái quá trình rất dài, anh hoàn thiện từng ngày. Và xin thưa thêm một điều rằng là trong cái quá trình này không được phép dừng. Không được phép dừng. Anh có thể đổi hình hài này, tức là bỏ hình hài vô các buổi, nhưng mà thưa các vị,
Với người thực sự tu thì phát nguyện trần sa kiếp, trần sa kiếp sinh ra bất cứ nơi đâu đều khoác pháp phục Như Lai, đều tu tập để hoàn thiện nhân cách của họ, để hoàn thiện năng lực trí tuệ từ bi của họ. Đó là nói về người xuất gia. Thế rồi cư sĩ chúng ta, thưa các vị cũng vậy nghe. Đừng nghĩ rằng mình hiểu đạo, mình ngộ đạo, thấy lý và đi vào sự hành trì rồi là mọi việc xong ngay, thế chưa. Đời sống nó luôn đang đi tới, là một tiến trình. Chừng nào các vị chứng quả tịch diệt niết bàn thì lúc đó mới chấm dứt con đường phát triển, không còn là những vị Bồ Tát lang thang hành Bồ Tát đạo, thì mới nói đến cái chuyện là đời sống nó đã dừng nghỉ như củi hết lửa tắt. Và khi hiểu được điều này rồi, thưa các vị, gần gũi nhất là xin thưa với nhau rằng là người tu, người đi vào con đường tu tập không có chuyện nghỉ hàng á, không có chuyện xin phép nghỉ. Mỗi ngày đến với anh là mỗi ngày có sự phát triển đời sống tâm linh bên trong á. Và ta có bao nhiêu việc để làm? Bao nhiêu việc để làm? Thưa các vị, có vô khối việc để làm nghe. Lòng ta còn chất ngất buồn phiền, tâm ta còn bất an, nhìn người còn ghét, còn thương, còn chê trách, còn giận hờn, còn đầy ganh tị. Thế thì biết rằng là ta còn nhiều việc để làm lắm. Chừng nào lòng ta yên bình, lòng ta tràn đầy yêu thương, lòng ta tràn đầy độ lượng và bao dung. Hết việc làm chưa? Tại sao? Thưa các vị, ở cái bệnh viện cạn đó là lòng các vị tràn đầy sự yêu thương, nhưng mà sự yêu thương của mười phương chư Như Lai, nó là sự yêu thương đụng đến chân trời ạ. Lòng từ bi phải vô lượng, là từ vô lượng, bi vô lượng. Vô lượng có hàm nghĩa không có đường biên giới để dừng. Thế thì thưa các vị, mức độ nào chúng ta cũng không được quyền dừng lại. Vì tất cả mọi đời sống là một tiến trình, chứ bao giờ dừng lại cả. Và tiến trình này nó tùy vào sự dẫn dắt của anh nha. Các vị nhìn những cái phim người ta chiếu chậm về mấy cái dây bí dây bầu đó, các vị thấy nó chiếu cái tốc độ phát triển là nó bò, mình thấy kinh sợ vậy. Và nó không có sự dẫn dắt là nó bò rồi nó vươn cái dòi dây của nó ra, nó bấu được là nó bấu rồi nó vươn lên, vươn lên, vươn lên. Đó là sự phát triển vô tội vạ, không được điều chỉnh, phát triển của thiên nhiên. Nhưng mà phát triển của con người thì cái sự phát triển này được dẫn dắt á. Được dẫn dắt, tức là được định hướng. Định hướng bằng cái chi? Lấy thiện nghiệp làm định hướng, lấy đời sống an lạc giải thoát làm định hướng, lấy đời sống rớt hết phiền não khổ đau nơi tâm thức để làm cái thước đo của đời sống tu tập của chúng ta. Quá 10 phút rồi đó. Dừng ở đây, cảm ơn đại chúng. Để mời chắp tay hồi hướng nè. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng nguyện.